Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm nổi lòng tham muốn bẻ một chân tứ trụ Trụ nào sẽ bị giật ngã? Trọng Phúc Chính hay Huệ đầy? Tình hình đấu đá trong hậu trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trở nên phức tạp Quân tướng các nơi cứ nổi lên chiến nhau như ông vỡ tổ Vụ Việt Á chỉ là bình phong, bên trong là những kẻ đẩy tham vọng chiến nhau Tô Lâm đã hai nhiệm kỳ là ủy viên bộ chính trị, nếu không thể lên và chân vào tứ trụ thì không sớm thì muộn cũng phải về vườn. Vốn tham quyền cố vị, bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chiến nhau điên cuồng. Tô Lâm nắm trong tay lực lượng cực mạnh, đã nhiều năm làm tay sai trong tổng trọng, rồi nhảy sang Phạm Minh Chính cũng không ổn. Tô Lâm bây giờ có tham vọng xây dựng một lãnh tụ riêng. Đây là hình ảnh Tô Lâm đang có đầy tham vọng. Tiền nhiệm của ông Tô Lâm là Trần Đại Quang cũng không chịu ngồi mãi chiếc ghế bộ trưởng nên cũng chiến để được vào tứ trụ. Tuy rằng tứ trụ là cạm bẫy nhưng vì tham quyền nên bất chấp, Trần Đại Quang đã bỏ mạng. Tuy nhiên, Tô Lâm dường như vẫn không ngán điều này. Ông Tô Lâm hiện nay 65 tuổi, nếu đến đại hội lần thứ 14 sau 3 năm nữa thì ông Tô Lâm sẽ là 68 tuổi quá tuổi để ở lại bộ chính trị. Còn 3 năm nữa Tô Lâm cần phải làm gì đó để có thể chen được vào tứ trụ. Và chỉ có thể vào tứ trụ mới được hưởng suất đặc biệt mà tiếp tục bám lên chiếc ghế quyền lực này. Vụ Việt Á hiện nay đang bùng cháy dữ dội, không chỉ liên quan đến cấp bộ trưởng mà cái liên quan đến cả các nhân vật lớn trong tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính chịu trách nhiệm điều hành chính phủ chống dịch để xảy ra vụ đại án Việt Á xem như ông Phạm Minh Chính đã nhúng chạm đây là vết đen không thể gột rửa với cái chết của trên 40 ngàn người dân Việt Nam mà trong đó không ít có sự đóng góp của Việt Á. Thông thường người ta hay nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng trong sạch tuy nhiên mới đây người ta lại khui ra tấm huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á lại do đích danh ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng. Như vậy danh sưng người trong sạch của ông Trọng xem như đã bị hoen ố. Đây là vết đen mỗi khi đến kỳ đại hội đảng các đối thủ sẽ đem những thứ này ra để đấu tố với nhau, mặc cả với nhau. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người hai lần được hưởng suất đặc biệt. Còn Nguyễn Xuân Phúc hiện nay ít có manh mối chứng minh ông Nguyễn Xuân Phúc dính đến Việt Á. Bởi khi Việt Á tung hoành trò lừa đảo, ông Nguyễn Xuân Phúc đã an vị trên chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực. Mầm cỗ mà Việt Á dọn lên, quan chức từ cấp cao đến cấp thấp đều dành nhau tham dự không ai thấy mặt ông Nguyễn Xuân Phúc đâu. Tuy nhiên, không thấy không có nghĩa là không tham dự. Có thể ông Nguyễn Xuân Phúc giấu mình đâu đó trong mâm cỗ đầy mùi máu của đồng bào đã mất vì Covid. Cũng có thông tin cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng phu nhân của ông bà Trần Thị Nguyệt Thu thì có. Chính bà cũng tham dự vào mâm cỗ với vai trò như người nội trợ và đó là lý do mà cộng đồng mạng đang xôn xao cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc là trùng cuối chứ không phải là ông Phạm Minh Chính. Hiện nay, Tô Lâm đang tham gia bắt bớ những nhân vật cộng cán nhất. Có khả năng cộng cán như Trung Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long cũng chỉ là để dê tế thần. Trùng cuối cho đến hôm nay có thể tạm khoanh vùng trong ba nhân vật thuộc tứ trụ là thứ nhất là Phạm Minh Chính, thứ nhì là Nguyễn Xuân Phúc và thứ ba là Nguyễn Phú Trọng. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Vương Đình Huệ có dính líu cả Vấn đề này rất nhiều người đang lục tìm chứng cứ và nếu có thì sẽ không sớm thì muộn đưa ra để bạn đọc trong cả nước cùng biết. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Phúc trần trụ yêu nhất và liệu Tô Lâm có nhắm vào đây hay không? Trong ba trần trụ ấy rõ ràng Nguyễn Xuân Phúc là yếu nhất mặc dù ông Phúc dính đến Việt Á không được rõ ràng. Ông Tô Lâm nắm cơ quan điều tra, ông có quyền hoàn toàn có thể điều tra những gì có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Phúc. Phải nhắm vào chân trụ yếu nhất mà tấn công. Phải tấn công cho đổ, nếu không Tô Lâm hết cơ hội phát triển sự nghiệp chính trị ở nhiệm kỳ sắp tới. Nắm trong tay thanh kiếm của chế độ mà để bị người khác sai khiến là rất kém. Đã đến lúc Tô Lâm lên tiếng, tuy nhiên Tô Lâm có đủ gan như Trần Đại Quang hay không thì còn phải xem vào thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bất ngờ kinh thiền, Nguyễn Phú Trọng dính đến Việt Á vì sao lại vội phi tang chứng. Gắn mác hàng hiệu vào đồ rởm là hành động lừa đảo. Kẻ sản xuất đồ rởm mà không gắn mác đồ hiệu tội không nặng bằng kẻ gắn mác đồ hiệu lên đồ rởm. Bộ ký xét nghiệm của công ty Việt Á là bộ ký xét rởm. Tuy nhiên, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gắn lên Việt Á một mác đồ hiệu đó chính là chiếc Huân chương Lao động hạng 3. Vì cái mác này mà không ít người dân tin tưởng vào sản phẩm này, và át có người trong họ đã chết vì chót đặt lòng tin sai chỗ. Nhiều ngày qua trên báo chí nói rất nhiều về tấm Huân chương Lao động hạng 3 của công ty Việt Á. Từ xưa đến nay, việc xét tặng huân chương nhà nước cho những cá nhân và tổ chức đều được làm rất kỹ. Tuy nhiên, không hiểu sao chỉ việc xét tặng huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á dễ dàng đến như vậy. Chữ ký của ông chủ tịch nước sao mà quá dễ thế. Đây là hình ảnh tấm huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á do đích danh ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng. Đến nay thì đã lộ ra Việt Á không những là một công ty tội ác mang tính bạo hàng trăm triệu người dân Việt Nam ra kinh doanh kiếm lời. Việt Á trong vụ cung cấp kit giả còn là công cụ, còn là sân sau của một thế lực nhà nước mafia trong chính quyền. Lực lượng này đã dùng quyền lực nhà nước biến Việt Á, một cơ sở kinh doanh cỏ con manh múm, mua đầu chợ, bán cuối chợ thành một công ty đa quốc gia tầm cỡ. Nó thành cơ sở khoa học cấp nhà nước, được độc quyền sản xuất kinh doanh bộ kit giả xét nghiệm virus corona COVID-19. Để bảo kê cho bộ kit giả của Việt Á Bộ Y tế tức tốc cấp giấy phép quốc gia cho kit giả Việt Á lưu hành trên cả nước. Có sự bảo kê của cấp bộ, chính phủ thì dúm nhân viên lao động chân tay chỉ biết chạy mánh, chỉ quen buôn đầu chợ bán quấy chợ của Việt Á mới có được không gian tung hoành tạo ra trong bóng tối hàng trăm triệu bộ kết giả cung cấp cho cả nước thu về hàng ngàn tỷ đồng tiền lợi bất chính và nguy hại đến tính mạng của người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh cho thu hồi, tăng chứng, chữ ký của ông Bộ trưởng Bộ Y tế là tội ác. Cùng với tội ác của Việt Á thì chữ ký của ông Chủ tịch nước trao tặng huân chương cho Việt Á mang tội không kém. Tuy nhiên là Chủ tịch nước nên không ai có thể đụng đến ông. Nhưng cứ ngỡ rằng chữ ký trên tấm huân chương lao động hạng 3 là chữ ký của ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng không, thật bất ngờ đó chính là chữ ký của ông Nguyễn Phú Trọng không biết đã có hơn 43.000 người chết vì Covid-19. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thấy bản thân ông có phần trách nhiệm nào trong chữ ký của ông hay không? Không ai để ý đến tấm huân chương của Việt Á. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 5, báo chí cho biết ngày 27 tháng 5, nhà nước ra quyết định thu hồi huân chương lao động hạng 3 đã tặng cho công ty Việt Á. Đây là một loại tang chứng, vật chứng cho thấy chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng nhúng tay trong quá trình Việt Á lừa gạt người bệnh COVID-19 trên khắp cả nước Việt Nam. Đây không biết là hành động phi tăng chứng hay là hành động chuộc tội của Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng nhúng chàm nhưng tự cho mình quyền phán quyết, triệt hạ những người nhúng chàm khác thì đây là lâu còn công bằng và công lý. Ai quyền lực cao nhất thì người đó có quyền sinh quyền sát hay sao? Luật pháp đâu và công bằng ở đâu khi chính bản thân ông ngày đêm giao giảng điều đó? đây là hình ảnh ông nguyễn phú trọng đã dính chàm ai đã bắt được ông ở nước ngoài chuyện luận tội tổng thống không hiếm vậy trung ương đảng có dám luận tội ông nguyễn phú trọng lần này hay không chắc chắn là không có chuyện đó bao giờ cả cũng bao lâu nay người ta nghĩ rằng ông nguyễn phú trọng trong sạch nên ông có quyền bắt bớ và kết tội những người phạm tội tuy nhiên qua vụ việt á thì hình ảnh ông nguyễn phú trọng không như nhiều người nghĩ ông vẫn dính chạm. Lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thường không có thói quen nhận tội hoặc chối hoặc họ im đi hoặc họ triệt hạ hết những ai nói đến cái xấu của họ. Ông Nguyễn Phú Trọng đang chọn cách im và ông cũng không cần phải thanh minh vì ông là cao nhất, không ai dám phán xét được ông nên không đời nào. Ông lại đi biện mình cả. Ông Nguyễn Phú Trọng té ra cũng không khác những người cộng sản khác